Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Quang Trương. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Trung Quốc đã cướp Biển Đông theo kế hoạch lấn từ từ. Một bài phân tích của tạp chí Quartz vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 nhắc nhở mọi người rằng Trung Cộng đã mưu tính bút nút chọn Biển Đông từ đã lâu, chứ không phải chuyện gần đây theo kiểu người Hoa Kỳ, gọi là một thái cục thịt lợn lớn nhằm sắt thành những mí mọng để ăn dân. Người Việt Nam không gọi như vậy, nhưng cũng có những thành ngữ như tầm ăn dâu. Theo tác giả Steve Moman viết trên Quartz, những diễn biến dồn dập gần đây liên quan đến Biển Đông cho người ta cảm tưởng là Bắc Kinh lợi dụng sự quan tâm của mọi người đối phó với đại dịch Covid để thực hiện bá quyền bành trướng. Thật ra, những gì diễn ra trong nhiều tháng gần đây chỉ nằm trong chuỗi những gì đã được Bắc Kinh mưu tính hàng chục năm trước. Nó chỉ diễn ra trùng hợp với cơn đại dịch, không diễn ra muộn thì cũng chỉ sớm hơn đôi chút. Khu vực Biển Đông, nơi có 5.000 tỷ hàng hóa lưu thông hàng năm bên cạnh nguồn lợi thủy sản và dầu khí, được coi là một chảo dầu có thể cháy bùng bất kỳ lúc nào. Liên Âu hỗ trợ cho Việt Nam để đối phó với thiên tai. Thưa quý vị, EU, tức là Liên Âu và Pháp ký thỏa thuận tăng cường hợp tác nhằm nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và giảm tác động của COVID-19 tại Việt Nam. Lễ ký thỏa thuận thành lập Quỹ Quản lý Nước và Tài nguyên Thiên nhiên, viết tắt là WEOM, diễn ra tại Hà Nội vào ngày hôm nay 11 tháng 5 với sự có mặt của Đại sứ Liên minh châu Âu ở tại Việt Nam, đó là Giorgio Aliberti, và Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam, đó là Fabrice Ricci. Theo thỏa thuận thì EU sẽ viện trợ không hoàn lại đến 20 triệu euro cho Cơ quan Phát triển Pháp, viết tắt là AFD. Cơ quan này sẽ huy động quỹ của WEOM để mà triển khai các dự án đầu tư được tài trợ thông qua khoản cho vay của AFD và nguồn lực của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2029 với tổng vốn nước của tính ước là 200 triệu euro. Quỹ WAM đã hỗ trợ thực hiện những dự án đầu tư chiến lược trong lĩnh vực quản lý nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, ứng phó cho những thách thức như là lũ lụt và xói mòn bờ biển vốn trở nên trầm trọng do biến đổi khí hậu. Hội nghị Trung ương 12 đã vừa khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 được khai mạc tại Hà Nội vào sáng ngày 11 tháng 5. Nội dung chính của hội nghị này được cho biết chủ yếu tập trung bàn về vấn đề nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào đầu năm tới. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, được cho biết đã nêu bật một số ý kiến có tính chất gợi mở về công tác nhân sự. Cùng điều hành Hội nghị Trung ương 12 còn có ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ. Những nội dung liên quan đến vấn đề nhân sự được nêu rõ gồm phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13, phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng và việc phân bổ đại biểu tham dự đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng Giêng sang năm. Hội nghị lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam như vừa nêu dự kiến kéo dài đến ngày 14 tháng 5. Hơn 270 công dân của Việt Nam từ Malaysia trở về nước. Thưa quý vị, có đến hơn 270 công dân hồi hương trên chuyến bay do Việt Nam phối hợp với lại Malaysia tổ chức và hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng vào ngày hôm nay 11 tháng 5. Chuyến bay đã được các cơ quan chức năng của hai nước và hãng hàng không quốc gia Việt Nam thực hiện. Hành khách là trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, du học sinh không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, một số khách du lịch bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Sau khi được hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, thì toàn bộ phi hành đoàn và hành khách được kiểm tra sức khỏe và cách ly tập trung theo quy định. Ngày 23 tháng 4 vừa qua, thì Cục Hàng không của Việt Nam thông báo tổ chức 13 chuyến bay đưa người Việt ở nước ngoài về trong bối cảnh các chuyến bay thương mại quốc tế bị ngưng do dịch bệnh. Các địa điểm chính đó là Mỹ, Canada, Nhật Bản, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, UAE, Thái Lan, Singapore, Indonesia và Phi Luật Tân. Cộng sản Việt Nam đầy khuyết tật qua vụ tử tù Hồ Duy Hải. Dù đây những gian dối và ngụy tạo trong hồ sơ vụ án của cơ quan tố tụng, Hồ Duy Hải vẫn bị quy chụp tội giết người là trái nguyên tắc cơ bản của luật hình sự. Ông Trương Trọng Nghĩa, một luật sư ở Sài Gòn và cũng là đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam, nhận định như vậy trong một buổi tọa đàm vào giữa tuần qua về tăng cường chất lượng giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm.
Buổi hội thảo được tổ chức ngay sau khi Hội đồng Giám đốc Thẩm Tòa án Nhân dân tối cao của Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam bác kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải. Quyết định Giám đốc Thẩm của Hội đồng Thẩm phán này có hiệu lực ngay tức thì, tức bản án tử hình Hồ Duy Hải bị kết án tử hình vụ giết hai cô gái tại bưu điện Cầu Voi năm 2008 ở Long An sẽ được đem thi hành. Sau phán quyết, dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ, tràn ngập những lời thóa mạ một thứ công lý mù loà của cái thứ tòa án xưa nay quên ăn hối lộ, xử án bỏ túi mà cách đây không bao lâu, thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị kết án 11 năm tù đã nói thẳng vào mặt quan tòa ở Nghệ An là chế độ bất công đẻ ra phiên tòa bất công. Đài Loan bắt người Việt sở hữu vũ khí trái phép. Thưa quý vị, một người lao động nhập cư người Việt họ Nguyễn và nhiều vi phạm trong một băng đảng bị cảnh sát của Đài Loan bắt vì sở hữu trái phép súng, dao, kiếm. Có đến 9 người, trong số đó thì có người đàn ông họ Nguyễn bị bắt hôm 6 tháng 5 khi mà đang chuẩn bị trả thù một số lao động người Việt. Nguyễn bị nghi cầm đầu băng đảng gồm có nhiều lao động nhập cư người Việt và một người Đài Loan họ Châu. Theo thông tin mật báo thì cảnh sát Đào Viên đã chặn hai xe hơi, trong đó có một chiếc chở hai người Việt, chiếc kia chở Châu và bốn người Đài Loan. Họ phát giác một số thanh kiếm, nhật và gậy trên các phương tiện này. Vào cuối ngày hôm đó thì cảnh sát đã bắt Nguyễn và một nghi phạm người Việt khác tại nhà, tịch thu hai khẩu súng bắn đạn ghém, một súng ngắn, 23 viên đạn súng săn và một viên đạn súng ngắn. Theo cảnh sát thì Nguyễn và ba người Việt còn lại đều là các lao động nhập cư hợp pháp ở Đài Loan. Có hai người vận chuyển 30 bánh heroin bị tuyên án tử hình. Tòa án Hà Tĩnh vào ngày 11 tháng 5 vừa tuyên phạt hai bị cáo án tử hình vì vận chuyển 30 bánh heroin và hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp để lấy 5.000 Mỹ Kim. Truyền thông trong nước loan tin vừa nói cùng ngày và cho biết hai bị cáo bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử sơ thẩm với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy là Hạ A Trinh sống ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa và Giàng Xeo Trĩnh ở huyện Bảo Yên, Lào Cai. Theo cáo trạng, Hạ A Trinh và Giàng Xeo Trĩnh vào lúc 9 giờ 3 phút tối ngày 24 tháng 10 năm 2019 đang lái xe hơi trên quốc lộ 8A thuộc địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh hướng từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đi thị trấn Phổ Châu, Hương Sơn thì bị công an chặn xe đi kiểm tra. Hai bị cáo đã lái xe đâm vào xe công an và mở cửa xe bỏ chạy nhưng đã bắt giữ. Khám xét trên xe, lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh heroin, hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp được cất giấu ở ghế ngồi phía sau xe. Bí thư xã giết người và tạo chết giả để lấy tiền bảo hiểm. Thưa quý vị, công an của tỉnh Đắk Nông cho biết nghi phạm là Đỗ Văn Minh, bí thư đảng ủy của xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, đã giết người và đốt cháy đuôi xe, có thi thể nạn nhân ở trong xe để tạo hiện trường giả, mục đích là để nhận tiền bảo hiểm trị giá lớn. Trong buổi họp báo vào ngày 11 tháng 5, thì công an tỉnh Đắk Nông cung cấp thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ giết người để tạo hiện tượng giả xảy ra ở tại địa phương. Ông Đỗ Văn Minh bị công an bắt tại tỉnh Bình Phước vì có liên quan đến chiếc xe bán tải đã cháy rụi cùng với là một thi thể biến dạng nằm trên quốc lộ 28 được người dân phát giác vào sáng ngày 4 tháng 5. Sau khi tiếp nhận thông tin thì công an tỉnh Đắk Nông đã điều tra và xác định xe truck bị cháy là xe của ông Đỗ Văn Minh, hiện là bí thư đảng ủy của xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Còn nạn nhân đó là anh Trần Nho Vương, 25 tuổi, cháu của ông Minh. Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định Đỗ Văn Minh chính là thủ phạm của vụ án. Do nợ hơn 10 tỷ đồng thì ông Minh đã nghĩ ra cách tìm người chết thay mình để lấy tiền bảo hiểm khoảng 18 tỷ đồng. Cộng sản Việt Nam liên tiếp đàn áp người giao sách của nhà xuất bản tự do. Vào ngày 10 tháng 5, fanpage của nhà xuất bản tự do đưa cáo buộc về việc ông Phùng Thủy, một người giao sách của họ vừa bị công an giăng bẫy và bắt sống tại Sài Gòn ngày 8 tháng 5. Nhà xuất bản tự do là nơi in ấn phát hành các cuốn sách gây tiếng vang như Chính trị Bình Dân, Cánh đồng xanh, Báo cáo về vụ tấn công xã Đồng Tâm, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực. Theo cáo buộc của nhà xuất bản tự do, ông Phùng Thủy bị dẫn giải về văn phòng phía Nam Bộ Công an Cộng sản Việt Nam và bị thẩm vấn tra tấn suốt từ 9 giờ sáng đến đêm cùng ngày. Các câu hỏi xoay quanh nhân sự và hoạt động của nhà xuất bản tự do và cá nhân bà Phạm Đoan Trang, phóng viên tự do, tác giả một số cuốn sách ấn hành qua nơi này. Trả lời Nhật báo Người Việt ngày 10 tháng 5, bà Phạm Đoan Trang nói, bà nghĩ vụ giăng bẫy và bắt bớ này là hoàn toàn trong kế hoạch của công an nhằm kiểm soát tình hình trước đại hội đảng 13. Người dân tộc Khmer Krom ở Kiên Giang đụng độ với lại cảnh sát.
Vào hôm 5 tháng 5 vừa qua, thì chính quyền của tỉnh Kiên Giang đã điều lực lượng cảnh sát cơ động xuống ấp Trà Phọt, xã Giang Thành, huyện Phú Mỹ nhằm tịch thu xe cút đất của người dân tộc Khmer Krom đang cút đất để trồng lúa nhưng đã vấp phải phản ứng của người dân tại đây. Các đoạn video clip trực tiếp tại hiện trường cho thấy là sau khi chính quyền đọc loa và quyết định tạm giữ một chiếc xe cuốc của ông Huỳnh Văn Đạt trong vòng 7 ngày, thì người dân và cảnh sát cơ động đã xảy ra xô xát. Người dân đã dùng gậy và ném bùn về phía cảnh sát có trang bị dùi cui và khiên trắng, trong khi phía cảnh sát cơ động bắn đạn hơi cay về phía người dân. Theo người dân thì những phần đất này họ đã khai hoang kể từ những năm 70 của thế kỷ trước, nhưng đến năm 2000 thì họ đã bỏ không và người dân chủ yếu đi làm thuê làm mướn. Nay họ muốn lấy lại để trồng lúa, nhưng chính quyền cho biết đây là khu bảo tồn. Vừa rồi là chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị và xin kính chào tạm biệt.